Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy chính phương trời mười phương chư Phật mười phương, con kính lạy Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Nam Mô A Di Đà Phật, con pháp danh nguyên dụ pháp tự nhất lợi, hôm nay với lòng thành kính con dì miếu thành tâm thắp hương đảnh lễ bà, xin bà thương bà độ bà ban cho bà con cô bác trên kênh nhất lợi quy lắp của con một cái sâm, cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần ngày 3 tháng 6 năm 2024 để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc thầy xăm may mắn, cầu được cái tài cái lộc trùng khớp với cái công ty sổ số kiến thiết ngày thứ hai đầu tuần. Miền Nam có đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin bà thương bà độ bà ban cho một thầy xăm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện xin tụng một biến chú đại bi để đem công đức hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Đại Ni, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia, Nam Mô A Di Đà Bà Lục Kiết Thế Thức Bát Ra Gia, Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Dạ Ma Ha Tắc Đỏ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia, Tắc Bạn Đạo Phật Về Sổ Đắc Na Đắc Đỏ, Nam Mô Tắc Kiết Đạc Đỏ Y Mông A Di Đà Bà Lục Kiết Thế Thức Phật Ca Lăng Đà Bà, Nam Mô Na Ra Cần Tỳ Hay Đề Ma Ha Bằng Đại Sa Mê Tắc Bà Tha Đầu Du Bằng A Thơ Dân Tắc Bà Tắc Nam Ma Bà Dạ Ma Phật Đạc Đầu Đất Điện Thang A Bà Lộ Hay Lô Ca Đấy Cà ra đấy di hay đề ma ha bồ đề tất đo tất bà đạt bà ma ra ma hay đề đại dựng câu lâu tướng mong đồ lâu phật xà gia đấy ma ha phật xà gia đấy đà ra đề đề đi tất phật ra gia gia ra gia ra mà phật ma ra một cây lệ di hay hay đa cũng na thất na ra xâm phật ra xa lợi phật ra một xâm phật ra xa gia hầu lô ma ra hầu lô đề ta ra tất đề tố lô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đấy đề gia na ra gần đề 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 sắc ni na ba gia ma na ta ba ha tất đại gia ta ba ha tất đại dụng nghệ tất bà ra gia ta ba ha ma ra 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 ta ba ha tất ra tăng a một cây gia ta ba ha ta ba ma tất đại gia ta ba ha gia kiết ra tất đại gia ta ba ha ba la mới tất đại gia ta ba ha nam mô hắc ra đắc na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô kiết thế thức bà ra gia ta ba ha tất điện đô mạng đa ra bằng đại giả ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại giả ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại giả ta bà hán nam mô a di đà phật cứu sinh đức thánh mẫu đức phật bà đèn tài soi xét nguyện xin các vị long thần long thiên hộ miếu chứng minh hôm nay với lòng thành kính lúc 5 giờ sáng con về miếu thành tâm thắp hương đảnh lễ nguyện xin bà phương bà ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con một cái sâm cầu cái tài cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần xin bà độ cho một thầy sâm tốt một thầy sâm may mắn chính xác có được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ăn đức số thầy sâm của bà độ ban cho số thầy sâm tốt số thầy sâm có cái lộc trùng khớp với miền Nam có đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau đương có miền Bắc miền Trung cho cả ba miền đều được hưởng cái lộc ăn đức của bà độ cho một thầy sâm tốt xin bà thương và cho một thầy sâm. Đây là số thầy sâm con cũng quay vào trong công trình lễ bà con xin bà thương bà độ cho số thầy sâm này cầu được cái tài cái lộc may mắn rực rỡ ngày thứ hai đầu tuần để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc số thầy sâm cuối xin bà ân điển bà ban cho số thầy sâm tốt này được hưởng cái lộc trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết cả ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà xin các vị long thần long thiên hộ miếu điểm chỉ ban cho Nam Mô A Di Đà Phật số thầy sâm là số 35 số thầy sâm là 35 con xin để vào trong bát hương và con xin ba điểm chỉ ba độ bà ban cho Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà con cúi đầu đảnh lễ các vị long thần long thiên hộ miếu hôm nay con xin mà được số thầy sâm là 35 cho ngày thứ hai đầu tuần mà độ bà ban cho có cái lộc trùng khớp cho cả ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc miền Nam là chính có đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau xin bà hiển linh chứng minh xin cho con xin được thánh keo số 35 có cái lộc ngày 3 tháng 6 năm 2024 và cho con xin được thánh keo số thể xăm 35 về trúng ngày trúng giờ có được cái lộc Nam Mô A Di Đà Phật được một lần được thánh keo bà con ha một lần được thánh keo ha một lần được thánh keo ha Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật rồi một lần được thánh keo hôm nay giác lại hôm nay dắt lại xin bà một lần được thánh keo ha Nam Mô A Di Đà Phật thì dắt lại cũng mong rằng cái số thể xăm này bà con nên nhớ rằng là tham khảo có âm có dương dùm cho dắt lại ha 235 253 ha hôm nay dắt lại xin bà thôi dắt lại không có xin ai nữa ha xin một thể xăm nhưng mà hai con số ha 35 53 ha bà con ghép dùm cho dắt lại là 235 253 nha bà con ha 235 ha 235 253 nha dắt lại đọc lại lần nữa cho bà con nghe ha 235 và 253 ha 235 ha con 35 thì bà con nên mua là 235 253 cho cả ba miền dùm cho dắt lại ha 235 253 nha bà con nên nhớ ha
235 253 bà con nào không thấy rõ thì có thể là nghe nhắc lại nói ha. 235 253 ha, con 35 và con 53 nha bà con ha. 235 253. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin bà thương bà độ cho số tài sâm 235 253 có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật bà độ cho. Rồi giác lợi cũng nguyện thành tâm với cái lòng thành kính giác lợi xin 235 và 253 nha bà con, cho cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Hôm nay giác lợi xin xin có một thầy sâm của Đức Thánh Mẫu Đức Phật bà, các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu 235 sâm ướp xuống ha. Cho nên là giác lợi nguyện cho bà con cô bác anh chị em nhớ mua 235 và 253. Hôm nay giác lợi xin một thầy sâm thôi ha, để cho bà con dễ tham khảo dễ mua, ngày thứ hai đầu tuần 235 253 ha. Bà con nào hạp 53 mua 53, hạp 35 mua 35 nha. Nhớ nha bà con cô bác anh chị em ha, nếu hạp 35 mua 35, hạp 53 mua 53. Nam mô A Di Đà Phật, biết đâu cái phước đức nhân duyên bà độ và ban cho bà con cô bác anh chị em trên kênh, chúng ta ai cũng được cái lộc ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét. Ai xem được video này, thấy được kim thân của bà với lòng thành kính hướng về Tam Bảo, hướng về bà nguyện độ cho bà con cô bác trên kênh của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Ai bị tâm tai phạm thế tới, xem video với lòng thành kính cung kính, nguyện cầu xin bà độ và che chở cho, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin Đức Thánh Mẫu ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, ngày thứ hai đầu tuần được nhiều niềm vui an lạc và gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin ban cái phước cái lộc cho gia đạo của con, tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét xin che chở độ ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, ngày thứ hai đầu tuần được hưởng cặp lộc lớn 35 53 235 253, để bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc từ số thẻ sâm, tham khảo mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn, bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin ban cho bà con cô bác trước tiên thân tâm thường an lạc, gia đạo lúc nào cũng được bình an, làm ăn được nhiều may mắn và thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Giác lợi nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh ngày thứ hai đầu tuần may mắn, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em khi xem kênh nhớ chia sẻ, đăng ký kênh, ai chưa đăng ký nhớ cho giác lợi một lượt đăng ký, một lượt follow kênh. Giác lợi cũng nguyện cầu cho chúc cho tất cả bà con cô bác được nhiều niềm vui an lạc ngày thứ hai đầu tuần ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bà con nhớ là số thẻ sâm là 253 235 nghe bà con, nhớ con 35 và con 53. Cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và cũng xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Nguyện xin ban cái phước cái lộc ngày thứ hai đầu tuần cho tất cả bà con được niềm vui an lạc, gia đạo được bình an. Thôi xin chào tạm biệt, chúc bà con cô bác anh chị em ngày thứ hai đầu tuần may mắn nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật, xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin độ cho Lê Thị Thúy Nga sinh năm 1976 quê quán tại Sóc Trăng, tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ. Xin gia hộ độ cho Vương Thị Xuân 56 tuổi, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi.
tai qua nạn khỏi, gia đạo được bình an, may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà xin độ cho gia đạo con được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Thánh Mẫu rèn trời sâu xét, xin từ bi gia hộ ban cho phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật cho kênh thành tài giải trí của con cũng như trên kênh giác lợi vlog mỗi ngày đều được cái lộc về đúng ngày đúng giờ, để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn hàng ngày. Xin cho con Bùi Thanh Vũ pháp danh Nguyên Vũ pháp tự giác lợi có cái duyên đi phụng sự Tam Bảo các miếu, xin được cái lộc may mắn hàng ngày, mỗi ngày đều về đúng ngày đúng giờ, để cho bà con cô bác trên kênh của con đều được hưởng cái lộc may mắn. Cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi sáng, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà từ bi gia hộ ban các phước cái lộc cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Con có lỗi lầm gì là do con lỡ dạy trước xưa, đường con đi còn nhiều tâm tối, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà chỉ lối cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.